Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi phóng sự VOV ngày hôm nay. Nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong GRDP của Hà Nội, song nền nông nghiệp của thủ đô lại chưa hiện đại như nhiều địa phương khác. Hà Nội dự kiến sớm ban hành danh mục thu hút đầu tư, sửa đổi các cơ chế chính sách đặc thù đưa vào luật thủ đô và luật đất đai sửa đổi để thu hút vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đây là cam kết của lãnh đạo thành phố Hà Nội với Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và cử tri thủ đô. Trong phiên chất vấn của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội mới đây, với trách nhiệm trước cử tri, các đại biểu Nguyễn Minh Tuân, Hoàng Thị Thúy Hằng, Đàm Văn Huân, Trần Khánh Hưng đặt vấn đề, từ tháng 6 năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có quy hoạch về vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhưng đến nay vẫn dậm chân tại chỗ. Lấy đơn cử trên địa bàn thành phố đã có 2 khu nông nghiệp sinh thái gồm Hoa Lâm Viên ở huyện Đông Anh được quy hoạch tỷ lệ 1/500 và khu công nghệ cao Yên Nghĩa quận Hà Đông được phê duyệt quy hoạch từ năm 2015 nhưng đến nay chưa được triển khai. Khu Hoa Lâm Viên thì đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt quy hoạch 1/500 năm 2014 và đã được Thủ tướng Chính phủ xác định danh mục tại quyết định số 575 năm 2015. Thế và khu nông nghiệp công nghệ cao Yên Nghĩa thì đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt nhiệm quy hoạch năm 2015. Như vậy là qua hơn 8 năm thì qua giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thấy là hai cái khu vực này thì chưa được triển khai theo tiến độ. Qua giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách tháng 4 năm 2023 và báo cáo của Sở Nông nghiệp sau 4 năm thực hiện thì kết quả rất chậm và còn nhiều bất cập. Với trách nhiệm phụ trách ngành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, triển khai quyết định số 3215 của Ủy ban Nhân dân thành phố, đến nay Hà Nội đã có 149 chuỗi liên kết, 200 vùng sản xuất lúa tập trung. Tuy nhiên, hiệu quả chưa như mong muốn vì chưa thu hút được người dân sản xuất theo hướng chuyên canh tập trung. Khắc phục cái việc này thì ngày 7 tháng 4 năm 2023, tức là hơn một tháng trước thì chúng tôi cũng đã có cái văn bản với các cái địa phương để ra duyệt lại toàn bộ cái nội dung này. Thì đến nay cũng tất cả các cái địa phương cũng đã 16, 17 huyện, một thị xã cũng đã gửi cái nội dung, cái danh mục các cái vùng chuyên canh tập trung này Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để tổng hợp để báo cáo Ủy ban thành phố, một là điều chỉnh lại cái quyết định này. Một vấn đề nổi bật khác được cử tri và các đại biểu quan tâm trong lĩnh vực nông nghiệp là việc thực hiện chính sách về nông nghiệp hiện còn nhiều bất cập. Nhiều đại biểu cho biết, hiện nay thành phố Hà Nội chưa ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến công, các chính sách đầu tư ưu đãi cho doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp còn chồng chéo, thậm chí người dân không nắm được quy hoạch, không nắm được chính sách, có nơi thì đầu tư mạnh nhưng không thuộc vùng được ưu tiên và ngược lại. Tại nghị định 57 này thì có cái quy định tại khoản 1 điều 16 là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ ban hành cái quyết định về danh mục các cái dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với cái thời hạn là 5 năm một lần ban hành và có rà soát điều chỉnh danh mục hàng năm. Tuy nhiên đến nay thì Hà Nội chúng ta chưa có cái danh mục này. Có nơi thì không dám xây do sợ vi phạm về xây dựng. Có nơi đã xây thì lại không được nhận hỗ trợ. Thế thì xin hỏi đồng chí Phó Tịch là cái nội dung hướng dẫn này thuộc thẩm quyền của thành phố hay là của bộ, như đồng chí đã nói là phải trình bộ và trình chính phủ. Còn nếu mà thuộc thẩm quyền của thành phố thì trách nhiệm thuộc về ai? Và tại sao đến giờ này vẫn chưa có hướng dẫn để các cái tổ chức cá nhân được hưởng hỗ trợ cũng như là mạnh dạn đầu tư xây dựng trên đất nông nghiệp? Liên quan đến cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, lãnh đạo các sở ngành cho biết hiện một số cơ chế chính sách của thành phố còn thiếu, đang được bổ sung vào luật thủ đô và luật đất đai sửa đổi. Hiện nay cũng đang thành phố đang giao cho cùng với các ngành, cùng với các địa phương để xây dựng bộ chính sách mới để thay thế cái nghị quyết số 17. Thì các cái nội dung này thì Sở Nông nghiệp thì đã có cái hướng dẫn theo các cái quy định của Bộ Nông nghiệp. Đấy, và cái hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp rồi. Thế còn để có được cái quy định chính thức đấy, thì chúng tôi cũng báo cáo với cả chủ tọa là trong tháng 7 này thì thành phố đang tập trung để làm sao hoàn thiện các cái cơ chế chính sách trình Thành ủy và trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho rằng, mặc dù thời gian qua về quy hoạch, chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn hạn chế, song Hà Nội vẫn là một trong 3 tỉnh thành phố có tỷ trọng nông nghiệp lớn nhất cả nước, với 383 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, 111 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong năm 2023, thành phố quyết tâm hoàn thành xây dựng nông thôn mới với tất cả các huyện. Để khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh
yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ càng, xây dựng đầy đủ quy hoạch, chính sách pháp luật để sớm trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét. Chúng ta phải lập được một cái danh mục kêu gọi đầu tư và thậm chí là trình ra Hội đồng nước ngoài. Nếu Hội đồng hôm qua thì chúng ta còn đi tổ chức công tác quy hoạch kêu gọi đầu tư và làm theo kế hoạch. Lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết thêm, hiện đang giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rà soát cơ chế, chính sách mang tính đặc thù để tổng hợp đưa vào luật thủ đô sửa đổi nhằm thu hút các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư, hình thành các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ để sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Tới đây chúng tôi xin khép lại phóng sự VOV ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã chú ý theo dõi.